Alo tự. 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 Tự ơi. 3 giờ kìa. Còn ngủ hả? Ngủ ngon nha. Chăm chỉ quá. Nhanh đi vô. Nước mắm vừa cốc dừa hay là cốc dừa riêng? Chung luôn, đổi cho luôn. Ừ. Hiểu không vậy? Hiểu. Nè, cái gì ta? Nhà làm gì đông đủ vậy? Nói xuống mà. Bích già. Hello đi Bích già. Tại sao mình là Bích già chứ? Có gì? Ủng hộ chị cũ một view hả? Gây. Căng gì trời. Nấu gì vậy? Hả? Mày nấu gì vậy? À, luộc tôm với ốc ăn. Hấp. Ngon. Trời ơi, nay có tiền gì vậy? Hả? Thích ăn thôi. Thèm sang vậy ăn. Ta? Trời ơi, con gái không sang mà. Ghê vậy. Anh em tôi tới rồi, bây giờ đi vô sân luôn là vừa nè. Đây, đi bên đây. Mày cái đây hết luôn. Mà. Mày giống chó. Mày giống chó hiểu rồi. Vậy là coi như là đã xong rồi. Tôi về ăn uống cũng vừa mới đi ăn phở với mấy anh em xong, mua về cho ba cho ổng ăn. Mới tắm ra mệt quá. Coi như giờ bắt đầu là tôi ngủ tầm trưa dậy ăn uống miếng xong rồi ngồi chơi game chiều mát tầm 2:30 là chạy về stream là vừa. Chạy về đó chắc là tắm cái nữa. Rồi bắt đầu công việc cứ một ngày là lặp đi lặp lại vậy đó nè. Mà một tuần thì xuống dưới đây đá banh xong rồi sẵn tiền xuống dưới đây ngủ lại luôn. Ok vậy nha anh em, có gì chưa mai quay tiếp. Giờ lên chúc gà con ngủ ngon với mẹ yêu đó. Ồ chưa ngủ nữa hả? Giờ chuẩn bị ngủ nè, cũng mai lên nó nấu ăn dọn dẹp chứ. Trời ơi. Hey. Ngủ ngon nha mẹ yêu. Rồi chúc con ngủ ngon. Em pin. Ngủ hả gà? Ngủ rồi, chưa ngủ hả? Mới đâu anh về, giờ tắm rửa xong rồi ngủ với ba dưới nè. Ngủ ngon nha. Kêu chiếp chiếp kìa. Chiếp chiếp. Ngủ ngon nha, em gói. Ngủ ngon. Ngủ nha anh em, ngày mai về làm thôi. Good night mọi người.
Vậy tâm mày. Tâm mày. Mà nó khó gì cũng gắp được. Khó gì cũng gắp được nữa. Đó thì một ngày làm việc của tôi nó trải qua như vậy đó mọi người. Thì nếu mà mọi người xem, mọi người yêu quý thì mọi người hãy tặng tôi một like, một subscribe nha mọi người ơi. Hẹn gặp mọi người ở vlog lần sau. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe nha. Bye bye mọi người.